Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Cuộc Trỗi Dậy của Hà Lệ Quyên. Cái tên Hà Lệ Quyên đã không còn xa lạ gì với các mọt phim, nhưng để nói rõ về cuộc đời, cũng như đào sâu hơn về tính cách nhân vật này, chúng ta cần bắt đầu khi nàng còn nhỏ. Ngày Hà Lệ bị cha mình mang đi đổi 6 chai bia, nhưng 5 lần 10 lượt nàng đều có thể tự tìm về nhà. Vì thế ông đã gửi Hà Lệ đến trường dòng, tại đây các sơ cố hết sức để rũ lại cái nết của nàng. Nhưng dĩ nhiên là điều vô dụng, nghịch ngợm tinh quái nhưng đổi lại Hà Lệ rất thông minh, đỗ hẳn bằng tiến sĩ và trở thành bác sĩ tâm lý ở một bệnh viện, để rồi vấp phải con quỷ mang tên tình yêu. Hà Lệ sẵn sàng từ bỏ công việc ở viện tâm thần, để sánh bước cùng hoàng tử tội phạm Joker, vì để chứng minh tình yêu còn dám nhảy xuống thùng hóa chất, khiến người như Joker cũng phải động lòng. Và cả hai đã chính thức trở thành cặp đôi phá làng phá xóm, nổi nhất thành phố Gotham, nhưng dù lòng nàng hướng trăng sáng, trăng lại chiếu mương máng, hắn cuối cùng cũng đá Hà Lệ một phát rõ đau, để nàng một mình lang thang nơi chốn cũ. Hiện tại Hà Lệ sống trên tầng 2 của một quán ăn, ngày ngày phiền muộn và nguyền rủa Joker. Nàng cắt phăng mái tóc cho đỡ buồn nhưng lại sầu gấp đôi, quyết định tìm một kẻ khác lấp đầy chỗ trống của tên bạc tình. Nàng nhận nuôi một con linh cẩu, sau đó lao vào phá luật các môn thể thao trở thành idol giới trẻ, đêm đêm chè chén tiệc tùng. Vì quá đau lòng, nàng còn phóng lên đạp gãy chân một gã dám sỉ nhục mình. Đó cũng chính là tài xế của tay tội phạm kiêm chủ quán bar, Roman. Dù là thành phần bất hảo cỡ nào cũng không dám bật lại Hà Lệ, bởi chúng vẫn nghĩ nàng là bạn gái của Joker điên loạn. Vốn dĩ Hà Lệ cũng rất tận hưởng chiếc kim bài miễn tử này, cho đến một lần nàng nghe lũ bạn bàn tán sau lưng, cho rằng Hà Lệ chỉ là kẻ sống dựa hơi, gọi là đến đuổi là đi. Hà Lệ rất buồn vì bạn bè như cái bệnh bà, nàng lang thang trên phố, khi bắt gặp xưởng hóa chất năm nào khởi nguồn tình yêu với Joker. Hà Lệ quyết định cho hắn bay màu trong tâm trí mình. Nàng thó ngay chiếc xe chở dầu bên cạnh, vứt bỏ vòng cổ Joker tặng, rồi cho nhà máy người ta sáng nhất vô tham đêm đó, đống chất độc nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa, cũng chính thức mở ra một khởi đầu mới cho Hà Lệ Quyên. Bởi vì 4 phút trước, thanh tra Montoya đang điều tra một loạt vụ án mạng nhắm vào bọn xã hội đen, do một hung thủ dùng nỏ gây ra. Người này phải có một thân thủ bất phàm, chắc hẳn là sát thủ chuyên nghiệp chứ không phải dân chợ búa, đúng là dạng rộng ra chứ không phải vừa đâu. Đang hăng say chém gió, thì nghe một tiếng nổ trời, bà chạy ra ngoài và thấy nhà máy cháy tan hoang. Bên cạnh đó nhặt được vòng cổ của Hà Lệ, hiểu ra cặp đôi tội phạm này đã đường ai nấy đi, tin tức này bắt đầu lan đi như một cơn gió. Nàng chính thức mất đi sự bảo hộ chắc nịch từ bạn trai cũ. Hôm sau Hà Lệ cho khởi đầu mới của mình một chiếc bánh mì ngon lành cành đào, nhưng trời đánh còn tránh bữa ăn chứ cảnh sát nói bắt là bắt. Montoya chặn đường Hà Lệ, đuổi theo cô nàng qua các nẻo đường. Dù chạy sốt vó, cũng không quên trộm một chiếc túi đính đầy kim sa hột lựu. Nhưng mà chuyện xui xẻo cứ rủ nhau mà tới, Hà Lệ rơi vào tình thế bốn bề thọ địch, đường chính là cảnh sát, trên lầu là vận động viên từng bị chơi khăm, hẻm nhỏ là ông chủ cửa hàng thú cưng. Hà Lệ rẽ vào chợ vừa ló đầu ra, lại gặp tên tài xế bị nàng đạp què giò. Đả kích nhất là Montoya tông bay chiếc bánh mì ngon nghẻ của nàng, cảm giác này còn đau hơn cả thất tình. Nàng tức tối ôm đống rác ném về phía nữ thanh tra, tên tài xế lạc đạn bắn trúng tên chủ tiệm, lão mất lái đâm hắn đắng xuất khỏi trái đất luôn. Nàng trốn khỏi đó, lại chạm mặt tên giang hồ từng bị mình ép xăm lên mặt. Ủa anh là ai sao tôi không nhớ gì dọa, thật luôn hả trời, nhìn cái mặt tao chắc đang vui hả, nhớ rồi chứ gì giờ tao trả thù đây. Nhưng Hà Lệ lại cúi xuống để nhặt một đồng tiền, khiến hắn ta trúng chưởng từ một người đẹp dùng nỏ. Nhưng cuối cùng thần may mắn cũng bó tay với ca này, bảo Hà Lệ tự xử đi. Phía sau một nhóm người áo đen xuất hiện, nàng treo cờ trắng rồi bị chúng bắt trói. Mà ông trùm không ai khác chính là tên chủ quán bar Roman, một tay biến thái chính hiệu, với sở thích lột da mặt người ta làm tiêu khiển. Gã cay nàng đã lâu, hiện tại muốn đưa Hà Lệ vào bộ sưu tập da mặt của mình. Mỹ nữ không sợ chết nhưng sợ xấu. Vì thế nàng đề nghị sẽ làm một việc cho hắn để trả nợ. Roman suy nghĩ một lúc, đưa chúng ta quay về một tuần trước. Quán bar của hắn có một nàng ca sĩ xinh đẹp tên Dina, với giọng hát nội lực làm vỡ cả ly nước, nên thành công thu hút được sự chú ý của Roman. Đó cũng là hôm Hà Lệ đi quẩy, cả hai đã có một cuộc nói chuyện ngắn. Và Dina trở thành người đầu tiên biết nàng đã chia tay với Joker. Nhưng một kẻ khác cũng nghe được, hắn chuốc say Hà Lệ để giở trò đồi bại với nàng. Tình cờ Dina trên đường về đã trông thấy, cô không thể làm ngơ nên đã tống tên đó một đạp. Hà Lệ bày tỏ mình còn thể tự lo, nhưng đến đứng còn không nổi. Cuối cùng vẫn là Dina ra chân, đấm đá bọn chúng như bịch muối, giải cứu Hà Lệ. Một màn hỗn chiến vừa rồi đã rơi vào mắt Roman. Sẵn tiện hắn vừa mất tài xế, nên đã cất nhắc cô lên vị trí đó. Dina trở về nhà, nơi có một cô bé hàng xóm người Hoa, ngày nào cũng bị bố mẹ nuôi đòi tống cổ ra đường. Cô cho cắt một ít tiền an ủi. Sau khi làm tài xế cho Roman một vài ngày, thanh tra Montoya đã tìm đến cửa Dina.
Bà ấy muốn cô hợp tác giúp đỡ cảnh sát vì mẹ cô đã từng làm như vậy. Nhưng Diana lại rất căm ghét Cớm bởi mẹ cô đã đánh đổi mạng sống cho họ, nhưng chẳng nhận lại được gì. Bên này Roman đang đau đầu vì sát thủ dùng nỏ, khi thấy Diana đến gã cho cô chiêm ngưỡng bộ sưu tập những chiếc đầu của mình. Sau đó giao cho cả hai nhiệm vụ hộ tống một viên kim cương. Sau khi nhận được nó, Diana giao cho Victor mang về, và không ngờ chính cô bé Trung Hoa đã thó nó đi một giây sau đó. Cát tung tăng trên phố và ăn cắp bất cứ thứ gì mình muốn, cho đến khi cảnh sát còng đầu. Victor ngu ngốc lúc này mới nhận ra mất viên kim cương, Diana vội đuổi theo nhưng đã không còn kịp. Trên xe cô bé giấu đống tang chứng, mới phát hiện mình vô mánh, lấy được viên kim cương to đùng, Cát quyết định nuốt nó đi phi tang chứng cứ. Hay tin để mất kho báu của mình, Roman nổi điên lên đập phá đồ đạc, ngay lúc này thì Harley bị bắt về. Vì thế hắn muốn giết nàng chút giận, nhưng cuối cùng đã giao cho Harley nhiệm vụ lấy lại viên kim cương. Mà cô ca sĩ không thể làm ngơ, đã liên lạc cho Montoya, báo rằng Cát đang giữ món hàng bỏng tay đó. Trong khi Harley đã giả trang thành một quý cô sang trọng đến tố giác tội phạm, ngay sau đó lôi súng đồ chơi ra hạ gục một người. Đó là loại vũ khí đặc biệt có cả đạn cao su, đạn pháo giấy và cả đạn khói. Cô công chúa này đúng là không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra, cả đồn cảnh sát người ta mà cứ tưởng là nhà mình vậy. Tội cho mấy anh thanh niên số nhọ bị Harley bắn cho sắp mặt, khi hết đạn cô nàng tung đòn thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thôi đừng đánh em nữa, muốn làm gì thì làm đi. Nàng hỏi được thông tin, cuối cùng mấy thanh niên cảnh sát cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đến phòng giam định giải cứu cho Cát, vì không mở được khóa nên đã đập luôn. Đám tội phạm bị nhốt trong đây thấy Harley liền muốn ăn tươi nuốt sống. Xem ra cô nàng tạo nghiệp cũng không ít nhỉ. Đang tìm cách mở cửa cho cô bé thì có một chuyện đã xảy ra. Không ngờ bảng điều khiển hỏng khiến cả đám tội phạm được thả ra. Harley gây hấn muốn hết thành phố Gotham, và rất xui là đám này nằm trong số đó. Dù bị cả đội quân bao vây như thế, nhưng nàng bày tỏ chỉ là chuyện nhỏ. Giọng rồ cuống họng một tên, sau đó đập ngã tên bên cạnh, bắt chân gã này rồi quật ngã gã kia. Trong khi đó, Cát tranh thủ chạy trốn ra ngoài. Harley xử nốt tên cuối rồi đuổi theo cô bé. Cả hai vào một phòng chứa đồ. Vừa thoát hang hùm đã rơi vào miệng sói, cả hai bị một băng đảng bao vây, vì Roman treo thưởng nửa triệu đô cho ai bắt được Cát. Harley chạy đi may mắn vào đúng kệ vũ khí, nàng vội chọn một cây gậy bóng chày vừa tay. Sau đó trước sau xử hai tên bầm dập, đệm vào đầu gã này sẵn ném gậy bất tỉnh tên còn lại. Vừa chạy ra ngoài lại bị xả súng bùm chéo, nàng nhanh chân nấp sau một đống ma tóe. Chúng bắn văng tùm lum, Harley sung sướng hít một hơi. Ngay khi chúng hết đạn, nàng xông ra đánh một phát vào mặt rồi nhảy lên đá ngã hắn. Rất nhanh hai gã nữa cũng toi đời, nhưng một tên khác ngoan cố cho nàng một đạp, kết quả bị Harley đánh gãy hai chân. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện một tên khổng lồ, hắn rất mạnh đá bay Harley rồi bóp cổ nàng. Ngay khi sắp chết ngạt, Cát đã tiếp sức cho Harley một cái bật lửa. Nàng mỉm cười dùng nó đốt trụi bộ râu yêu thích của tên to con. Sau đó Cát lại bỏ chạy và bị chúng bắt được. Harley đuổi theo xử hắn, định mang cô bé đi thì Montoya đến. Nàng đá chiếc điện thoại vào đầu khiến bà ta bất tỉnh, sau đó cùng Cát chim cút trên xe hơi. Cô bé tỉnh dậy do tiếng súng inh ỏi, không biết là kẻ thù nào đó lại bám theo Harley. Nàng đưa pháo cho Cát ném hộ vì bận lái xe. Trên xe Harley bảo Cát đưa viên kim cương cho mình, nhưng mọi người cũng biết nó đang ở đâu rồi đó. Hết cách, cả hai đã vào siêu thị mua một mớ thuốc sổ và thức ăn, sẵn tiện học luôn chiêu tháo còng tay của con bé. Cát cũng là fan bự của nàng. Cô bé hỏi Harley cách để gây thù chuốc oán với thiên hạ. Harley rất rộng lượng nói đầu tiên là đi siêu thị đừng trả tiền. Sau đó cả hai về nhà. Dưới sự bao che của chủ quán, lên lầu ăn uống phũ phê. Trong nhà cô nàng còn nuôi một chú linh cẩu châu Phi. Cô bé có phần ngạc nhiên với thú vui tao nhã của idol. Có anh em nào thích nuôi linh cẩu như vậy không nè? Sau đó cả hai ngồi vừa ăn vừa xem TV và chill. Lúc này bên dưới nỏ thủ Helena đã tìm đến. Cô hỏi thăm chủ quán về Harley. Helena đã từng là thiên kim của một gia đình tỷ phú, quyền lực nhất thành phố Gotham, trước khi gia đình cô bị băng đảng xã hội đen thảm sát trong một ngày. Helena không chết vì lương tâm của một tên sát thủ trỗi dậy, quyết định cứu cô bé và gửi cho gia đình mình nuôi nấng. Nhưng thứ Helena muốn chưa bao giờ là bình yên lớn lên. Cô ôm trong lòng thù hận với bọn sát nhân và quyết định bái hai vị sát thủ trong nhà làm thầy. Luyện tập gấp 10 lần người khác, chẳng mấy chốc đã có thể quay về Gotham trả thù rửa hận, tự gọi mình là nữ thợ săn. Đêm đó, hay tin Harley mang Cát bỏ trốn, Roman tức điên lên và trút giận lên khách hàng. Còn Montoya cũng bị đình chỉ vì tự ý hành động. Đồng thời bên này cảnh sát đến tận nhà Harley, cả hai định bỏ trốn qua đường cửa sổ, thì tên côn đồ nào đó lại đến tìm nàng trả đũa. Hắn phóng lựu đạn vào trong, cả hai may mắn nấp dưới bàn nên không sao, nhưng con linh cẩu yêu dấu của nàng thì mất tích. Vốn dĩ không ai biết nơi này mà, ngoại trừ một người. Harley ôm đồ chạy xuống nhà thì phát hiện chủ quán đang dọn đi, ông ta được trả một số tiền lớn nên đã bán đứng nàng. Harley lần nữa rơi vào nỗi thất vọng, lần nữa bị bỏ rơi, cứ nghĩ có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường, nhưng hóa ra đã không thể.
nàng hạ quyết tâm gọi cho Roman, đề nghị giao cô bé hắn để đổi lấy sự bảo kê mới. Cả hai hẹn gặp mặt ở một công viên bỏ hoang. Ngay lập tức hắn cử Diana cùng Victor đến để lấy hàng. Nhưng nàng ca sĩ không thể chấp nhận hành vi này nữa, vì thế đã âm thầm liên hệ cho nữ thanh tra Montoya. Trên đường đi cô nàng phát hiện ra có chiếc xe máy lạ bám theo, nhưng chưa rõ đó là bạn hay là kẻ thù, mà tin nhắn của cô cảnh sát cũng hiển thị trên điện thoại. Không ngờ Victor tinh ý phát hiện, gọi về cho Roman. Gã khóc hu hu vì bị họa mi của mình phản bội, quyết định mang mặt nạ vào và đích thân ra trận. Bên này Cát biết mình sắp bị giao nộp, định chạy trốn nhưng bị Harley bắt lại, trói vào nhà vệ sinh bắt ị cho bằng được. Lúc này bên ngoài có người đến, nàng mở cửa và bị Montoya đánh úp. Cả hai so chiều túm tóc móc mắt xe áo nhau, tôi đá cô một cái cô đạp tôi một phát. Cả hai lăn lộn trên đất, Montoya dùng còng đấm Harley không đỡ được, sau đó còng tay nàng vào tay mình. Nhưng rất nhanh lại bị Harley quật xuống đất, dùng ảo thuật biến còng tay sang chỗ nữ cảnh sát, rồi tung cước tiễn bà ta ra ngoài. Harley còn đang vểnh mặt lên trời, đã lãnh một phát thuốc mê. Victor và Diana xuất hiện, tên sát nhân này khoe trên người hắn bao nhiêu vết sẹo, là bấy nhiêu cô gái đã bị hắn giết chết. Harley mắng thầm mày đúng là đồ cầm thú. Nhân lúc hắn đang tỉnh tỏ với Harley, nàng ca sĩ cởi trói cho Cát. Nhưng không ngờ Victor lại chĩa súng vào đầu cô, buộc Diana phải mổ sống cô bé lấy viên kim cương. Lúc này đột nhiên Helena đến kịp, cho hắn một mũi tên, Diana tranh thủ cho gã lãnh cơm hộp. Harley rút kim tiêm ra đâm vài chục cái cho bõ tức. Mà lúc này nữ thanh tra cũng tỉnh dậy đi vào, khiến cục diện trở nên hỗn loạn. Nữ thợ săn giải thích mình đến đây để trả thù cho gia đình. Cái thằng khốn vừa mới chết là một trong số những sát thủ năm xưa, giờ xong việc nàng muốn rút lui. Trong khi năm người cả kê dê ngỗng, bên dưới Roman còn gọi là mặt nạ đen xuất hiện, hắn kéo cả trăm anh em đến, muốn tiễn cả nhóm nhạc năm thành viên lên đường. Cả bốn không còn cách nào khác ngoài hợp tác với nhau. Harley mở kho tàng ra cho mọi người chọn vũ khí, nhưng rất tiếc chỉ còn đúng cái nịt. May mà tìm được một hộp sót lại, cả nhóm chia nhau dùng. Roman bên ngoài khích lệ anh em có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đấm mà thôi. Sau đó hét giá của con bé kia là nửa triệu đô cho anh em có động lực, cắt lấy một cặp lựu đạn, Harley dùng búa, còn Diana thì lấy gậy bóng chày. Ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu, nhưng rất nhanh bọn Roman đã bắn vỡ kính đu dây xuống. Harley mở đường ống cho cả nhóm trượt xuống. Trên đường đi Helena còn giải quyết được một tên. Cả nhóm vừa ló đầu ra lại bị bao vây, lập tức lao vào đánh nhau. Montoya dắt Cát trốn nhưng lại bị tên to con chặn đánh. Harley nhảy vào đệm nhún, nhịp nhàng đập chúng như đập chuột. Còn Diana vào khu vực chướng ngại vật, hành cho cả đám côn đồ ra bã. Bên này Cát trốn nhưng bị phát hiện, vội trốn vào đu quay nhưng vẫn bị bắt được. May mà Helena bắn chết hắn cứu cô bé. Sau đó tiếp tục lao vào một chọi bốn. Hay lắm mấy đứa cứ lên hết đây chị chấp. Mấy tên tép rêu này chẳng mấy chốc đã bị cô bón cho ra bã. Cát chạy đến chỗ Diana, nhìn thấy Harley bị bao vây, cả nhóm lại đến viện trợ. Nàng dùng bàn tay bắn bay một tên. Còn Diana đợi tao cột tóc lên rồi tới công chuyện với tao. Cát vừa đứng lên lại bị bắt, cả nhóm thi nhau bảo vệ cô bé, bị xô qua đẩy lại chóng hết cả mặt. Cuối cùng Harley nện một búa vào thằng em của gã chọc, kết thúc trận đấu, giải quyết xong đám lâu la. Cả nhóm đang chuẩn bị đi ăn tối, không ngờ rằng Roman đã đợi sẵn từ lâu. Hắn bắn một phát vào người nữ thanh tra, nhân lúc mọi người phân tâm mà bắt cô bé. Harley đỡ Montoya vào trong, bà ta có mặc áo chống đạn nên không sao. Cảnh sát đưa cho Harley súng nhưng chỉ còn một viên đạn, nữ sát thủ cũng hết tên. Trong tình hình cấp bách, Diana bảo mọi người bịt tai lại, sau đó dùng tuyệt chiêu sư tử hống, thổi bay cả đám côn đồ, giúp đẩy Harley đuổi theo xe Roman. Tội cho mấy thanh niên kiểu này thế nào cũng bị điếc hết cho mà xem, còn Harley lợi thế xuyên qua đám sát thủ. Sử dụng nội công quá mức nên cô nàng ca sĩ cũng ngất xỉu luôn. Đi được một đoạn, nàng bị chúng lái xe tông văng vào lề. Helena kịp thời đi mô tô tới cho Harley quá giang. Cả hai nhanh chóng tiếp cận xe bọn thuộc hạ, nàng một mình phóng lên đấm lọt xe một gã, sau đó cũng cho hai tên bên cạnh rụng răng. Rồi tóm đầu tài xế đập vào kèn xe, khiến chúng tông vào phía trước nổ banh xác. Harley trở về xe Helena, tiếp tục đuổi theo xe của tên trùm. Nàng bảo nữ thợ săn hất mình lên, cô ấy bẻ lái gắt ngã vào bên đường, còn Harley thì kịp bám vào đuôi xe Roman. Chúng từ trong xe xả súng ra, Harley nấp rồi nhân lúc chúng thắng gấp, bám ra phía trước rồi lộn mèo lên nóc xe, đá bay tên chui đầu ra ngoài, rồi lại bay vào đá cho tên tài xế về chầu trời. Roman định bắn Harley, nhưng Cát đã cản tay hắn lại, gã điên tiết hành hung cô bé. Harley mở cửa tống cho gã mấy đấm, nhưng lúc này có chướng ngại vật khiến nàng phải nhảy xuống dưới. Mà tên trùm mất lái đâm xe vào tường, hắn mang theo Cát chạy vào công viên bỏ hoang. Harley cả nhắc đuổi theo, bên trong có rất nhiều tượng đá, khiến nàng chẳng biết đâu mà lần. Chỉ nghe lời dụ dỗ của Roman, hắn nói nàng không thể tự tồn tại, mà cần phải có sự bảo kê từ mình. Harley suy nghĩ một lát, nhưng thật ra là nghe tiếng động để phán đoán vị trí, nàng tự tin nổ súng, nhưng chỉ bắn bay đầu một bức tượng, tên Roman thực chất trốn ở phía sau. Sai lầm này khiến nàng vô cùng mất mặt, Harley đã xin lỗi cô bé.
nhưng không ngờ tới là Kat đã dùng tài trộm vặt của mình, trộm luôn chút lựu đạn trên người Roman. Gã hoảng sợ bối rối và bị Harley đá văng xuống hố, ôm bom nổ banh xác. Kat ôm lấy Harley, mọi người cũng vừa kịp đến. Sau chuyện đó, 5 người phụ nữ đã đến quán quen để ăn mừng. Đã đến lúc phụ nữ nên mang đến hạnh phúc cho nhau rồi. Sau khi dành những lời khen có cánh cho đồng đội, cô bé Trung Hoa cuối cùng cũng chuột bụng. Harley vào giúp Kat, trong khi nữ cảnh sát dụ dỗ hai người Helena gia nhập cùng cô bảo vệ thành phố này. Bên ngoài, sau khi có viên kim cương, Harley đã cướp xe Diana tẩu thoát. Sau khi quay về, sếp của Monto ra cướp hết công lao của cô. Quá chán nản với lũ đồng sự định bợ, cô quyết định thôi việc. Những ngày tháng sau đó cùng Diana và Helena đi trừ gian diệt ác, đặt tên nhóm là chim săn mồi. Viên kim cương được lấy lại, Helena cũng thừa kế khối tài sản kết xù, không quên chia chát cho chị em. Còn Harley đi cầm cố viên kim cương, nhận Kat làm đệ tử, cũng tìm lại được anh bạn Linh Cẩu. Cả bốn bắt đầu một cuộc sống mới xa hoa và hạnh phúc. Yêu đương gì tầm này, nhà bao việc. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cô nàng siêu quậy Harley luôn được nhắc đến kè kè với hoàng tử nổi loạn Joker, cuối cùng đã có thể tự xây dựng băng đảng cho riêng mình. Dù không ít người ngưỡng mộ tình cảm của cả hai, nhưng mọi người biết đó, kết thúc của mọi cuộc tình đều là chia tay thôi. Cuộc nổi dậy của Harley Quinn đã hóa cô nàng từ ác nữ thành anh hùng, với các tình tiết gây hài cũng như tình cảm đồng đội giữa những người phụ nữ mạnh mẽ. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.